anh rể, đừng có chơi súng nữa. Bây giờ giờ Sửu rồi, có thể có năm tháng của dạng đế gia rồi. Anh nên ra ngoài chơi chim đi. Nhưng mà bây giờ anh vẫn chưa ngủ. Thù này không báo, sao tôi nhắm mắt được chứ? Không phải bảo cậu đi tập hợp người hay sao? Sao cậu ở đây làm gì? Giờ này không thích hợp. A Kiệt không có ở đây, xem ra chuyện gì cũng phải tự mình làm rồi. Tôi đưa tôi, cậu thả ra. Nhà chúng ta đã thế này rồi, đừng đánh đánh giết giết nữa, bỏ đi. Bỏ đi mà. Sẵn sàng giả Kiệt, bị người ta càng súng. Chứ mất mặt như vậy sao tôi bỏ được chứ? Ba. Ông chủ quan, hai đứa nói đi. Chuyện này rốt cuộc là ai làm chứ? Chắc là Diên Giả. Là nói hay sao? Nhóc, nói gì đi chứ? Ông chủ quan, chú Kiệt là Hanaya Toshi bắn chết. Sao anh biết gì? Bọn chúng đều bên mặt. Tôi nhớ lỗ tai đó của hắn. Lúc hắn giết mẹ của tôi, lỗ tai bên đó bị chém hư. Tôi không quên được. Còn nữa, tôi phán đoán hai tên giặc nhật trước đó là Diên Giả phái đến. Tên giặc phía sau là Hanaya Toshi, do Ishihara phái đến. Chú không phải chỉ giết chú Kiệt là xong đâu. Bọn chúng không đoạt đi bến tàu sẽ không chịu ngưng. Thù cũ hận mới, liều cái chết lưới rách với hắn. Cùng lắm tôi cho một mồi lửa đốt sạch bến tàu này. Đừng mà anh rể, anh đốt đi không phải bến tàu. Anh đang đốt từng thỏi vàng luôn đó. Xem ra phải để tôi thiệt thòi một chút, nhận lấy phần công việc của A Kiệt, chỉ huy một chút, chỉ dẫn một chút, chỉ đạo một chút cho mọi người. Trước tiên là anh rể anh, trận này anh là kẻ nắm quyền cuối cùng. Mở màn náo nhiệt cứ giao cho đám nhỏ, để bọn nó đi trước. Làm xong rồi anh chỉ huy, anh giỏi dùng người. Làm không tốt anh ra mặt cũng không muộn. Anh thấy ý kiến này được không? Các con thật không có cách gì hay sao? Có. Cách này con với chú Kiệt thương lượng rồi. Trước khi chú ấy chết đã đồng ý. Nếu như A Kiệt đã đồng ý, chắc là không sai đâu. Nhưng mà trước đó con không được mang súng. Ông chủ quan, đại tiểu thư có thể không mang súng, nhưng mà không thể không mang theo tôi. Hai chúng tôi đi cùng nhau. Ghé con không sợ cọp. Được đó. Đây. Tên thỏ đế này, nhẹ một chút đừng có làm rách. Công việc khó khăn. Làm cái công đoàn nát là không cần làm việc. Trò của tên phá của mà. Đại ca. Đại ca. Nhà Hậu Quang tình hình sao rồi? Không có tình hình gì hết. Chỉ là để thi thể của A Kiệt ở Mã Hội mà thôi. Để ở Mã Hội không nên như vậy chứ. A Kiệt chết rồi, nhà Hậu Quan không thể im hơi lặng tiếng. Tôi làm như vậy là muốn chọc giận bọn chúng, chờ chúng đến tận cửa tìm phiền phức. Nếu như chúng không đến cửa báo thù, kế hoạch một ná bắn hai chim của tôi không thể thực hiện được. Tôi thấy rằng bọn chúng chắc là sợ rồi. Dù sao Quan Bỉnh Nghĩa cũng chỉ ngồi liệt ra đó rồi.
Vậy chúng ta chủ động ra tay, như vậy biến thành chủ động kiếm chuyện. Cửa ải phòng tuần bổ chúng ta không qua được đâu. Vậy thì phải làm sao đây? Lần này không tốt, Ishihara nhất định chém chúng ta thành từng mảnh đó. Đầu từ ngày hôm nay, ủy ban lao động bến tàu coi như được thành lập. Mọi người đề ra yêu cầu vận chuyển thêm một thùng hàng sẽ được trả thêm một đồng. Tôi đồng ý. Tốt, hay, hay lắm. Nhưng mà tôi đề ra yêu cầu hệ thống trách nhiệm chung về an toàn vận chuyển tàu biển và an toàn bến tàu. Tôi cũng hy vọng mọi người có thể đồng ý. Cái gì là trách nhiệm chung? Nói đơn giản chính là bến tàu với thuyền nếu như an toàn, không bị tra xét, không bị tổn hại, mỗi người đều được thưởng an toàn. Lỡ như có người làm hư hại, tự ý vận chuyển hàng cấm bị điều tra, vậy thì sẽ bị phạt, ai cũng bị trừ tiền hết. Được rồi, được rồi. Đại tiểu thư, hình như lo lắng chúng tôi không tận lực bảo vệ bến tàu hay sao? Những thứ trên mặt chữ nếu như hành động thực tế thường hay có giảm bớt. Tôi chỉ hy vọng giảm bớt đi càng ít càng tốt. Có một chuyện, nếu cô làm tốt thì giảm bớt mà cô nói sẽ vô cùng nhỏ. Đây là thuốc phiện này. Thuốc phiện, sao lại có thuốc phiện chứ? Vận chuyển thuốc phiện. Đây là thuốc phiện của người Nhật. Số hàng này có bao nhiêu? Tổng cộng 100 thùng gạo. Nhưng mà bên trong có chứa bao nhiêu thuốc phiện? Tôi cũng không rõ nữa. Mau chống tra đi. Được. Mau lên. Đưa hóa đơn vận chuyển số hàng này cho tôi xem. Cậu à, anh xem. Đây không phải chữ ký của cậu ấy hay sao? Phải rồi, sao lại là cậu ấy chứ? Nhưng mấy nét xấu kim thể quy tông này của cậu, người bình thường không thể nào mô phỏng được. Cậu của cô xem tay vào việc bến tàu làm gì chứ? Được rồi, anh mau đi gọi cậu ấy qua đây đi. Tôi đi, tôi đi gọi lột da tôi ra. Đừng nói nữa, tìm bản quy hoàng cho tôi. Được rồi, được rồi. Ai lớn tiếng đó? Ai hét tên tôi đó? Ai đó? Ai hét đó? Đại tiểu thư, không thể nào. Sẵn sàng nhà tôi từ nhỏ đã được dạy dỗ rồi, còn ra nước ngoài du học, sau đó có thể không hiểu chuyện, ở trước mặt bao nhiêu công nhân thế này hét tên của cậu nó, làm mãn quy hoàng được. Đừng nói nữa là con hét đó. Chuyện gì thế này? Cái gì mà thế này? Cái này là thế nào đây? Ai dám mở hàng của người gửi ra thế? Chúng ta có còn giữ chữ tín hay không đây? Chuyện gì thế này? Đừng diễn nữa, đây là gạo sao? Không phải là thuốc phiện. Thuốc phiện cậu cũng dám tự ý vận chuyển? Sẵn sàng, đại thanh triều chúng ta bị thuốc phiện này quỷ đó. Cậu của con có hồ đồ, nhưng mà cũng không thể lén vận chuyển thuốc phiện được. Ngày nào đó vào phần mộ tổ tiên, không phải bị lão gia nhà ta đá ra ngoài hay sao? Vậy đây rốt cuộc là chuyện gì thế này? Đi qua bên kia. Cậu biết rồi, là tên Hoàng Siêu đó lừa cậu. Hắn ta không tôn trọng người già, ức hiếp người già. Tôi phải tát vào miệng của hắn. Hắn ở đâu? Không hay rồi, không hay rồi. Lại là ai nữa? Không hay rồi, la hét gì đó? Không hay rồi. Sao thế? Hoàng Siêu dắt theo rất nhiều người xông vào kho hàng ở bến tàu rồi.
Làm gì đó? Làm gì? Dừng, tránh đi. Tránh ra, cút ra. Dừng tay lại. Chú Siêu, chú muốn làm gì đây? Chú ở nhà họ Quang 20 mấy năm rồi. Đưa đi một đám anh em tôi cũng không trách chú. Hôm nay đến đập bến tàu. Chú làm như vậy thích hợp hay không chứ? Cô bớt phí lời đi. Các người phá đi hàng vận chuyển bí mật của tôi thì nhất định phải làm theo hợp đồng mà cô đã ký với tôi. Phải đền cho tôi gấp 10 lần giá tiền. Cô đưa tiền cho tôi lập tức đi ngay. Đòi tiền hả? Không có. Không có tiền cũng được. Cứ cứng đợi bến tàu cho tôi. Không có cái lý này đâu. Giấy trắng mực đen, cô còn muốn lắp liếm hay sao? Đây là bản quy hoàng ký tên, không phải là Quan Bình Nghĩa ký tên, càng không có con dấu của nhà họ Quan. Chú muốn đi kiện đòi tiền, tìm cậu ấy, đừng tìm tôi. Cô đánh cậu của cô cũng không giận, vậy thì được. Tôi cũng trở mặt không giận người. Bến tàu này không đưa cũng phải đưa. Không đưa tôi làm theo quy tắc cũ đánh bến tàu. Từ từ. Ông cầm hợp đồng đó, lấy ra đây nhìn kỹ một lần đi. Có ý gì? Điều khoản bổ sung cuối cùng trên đó viết rất rõ ràng. Bên A tuyệt đối không vận chuyển hàng cấm. Ông vận chuyển cái gì? Thuốc phiện, ông vi phạm rồi. Vi phạm rồi đó. Quay về đi, đi về đi. Làm gì thế? Chú Siêu, giờ hôm nay bến tàu này chú cướp không được rồi. Cái này theo pháp luật mà nói, điều quan trọng nhất không thành lập, hợp đồng thứ yếu không có hiệu lực. Phải rồi, lão già này dám chơi tôi. Cái thằng già này, Hoàng Siêu, các người muốn làm gì đó? Hoàng tiên sinh, nên uống thuốc thôi. Tình hình thế nào rồi? Không hay rồi lão gia. Hoàng Siêu đưa theo mấy trăm tên lưu manh, bao giờ bến tàu với đại tiểu thư rồi. Hình như là muốn đánh bến tàu thì phải. Đánh bến tàu? Muốn đánh con gái của ta sao? Chuẩn bị xe, đến bến tàu ngay. Hoàng tiên sinh, lúc đại tiểu thư đi, nói ngay ở đây chờ cô ấy về. Chờ? Cô chờ thì sẵn sàng không về được nữa rồi. Hợp đồng là ông tình tôi nguyện, ai ức hiếp chú, ai lừa gạt chú, cho nên chúng tôi hôm nay phải làm theo hợp đồng đi chứ. Mời về cho. Tôi nói cho cô biết, hôm nay không lấy được bến tàu, tôi không đi đâu. Chú dựa vào đâu mà đòi lấy bến tàu? Dựa vào đâu? Cô xem đi, dưới tay của tôi đều là anh em không sợ chết, gọi là lưu manh. Mà chỗ của cô thì sao? Toàn là mấy tên bốc giác phải nuôi cả gia đình. Ở cái thành phố này làm gì có lưu manh sợ bốc giác chứ. Chúng tôi không sợ lưu manh. Các bạn công nhân, cái đám này muốn lợi dụng bến tàu của chúng ta để buôn thuốc phiện. Chuyện này nếu như phòng tuần bổ điều tra được, hoặc là tân tướng quân biết được, vậy bắt cơm của chúng ta coi như tiêu rồi. Mọi người có chấp nhận không? Không chấp nhận. Hoàng Siêu nghe thấy hay chưa? Các anh em, hôm nay nếu mọi người gia nhập được chỗ tôi có thể đảm bảo mỗi thùng hàng vận chuyển tôi cho mọi người thêm 2 đồng, nhiều hơn bọn họ 1 đồng. Mọi người không phải chê tiền chứ? Hoàng tổng muốn tăng tiền cho mọi người. Mọi người mau chóng cảm ơn Hoàng tổng đi. Không cần khách sáo. Cảm ơn. Chuyện gì thế này? Thái độ gì thế này? Hoàng tổng, tôi biết rồi. Tôi thay mặt hỏi mọi người một câu. Một thùng thuốc phiện ông bán được, bản thân có thể kiếm bao nhiêu tiền? Ít nhất mấy chục ngàn đồng. Một thùng thuốc phiện ông bán được mấy chục ngàn đồng mà chỉ tăng thêm cho họ có 2 đồng thôi. Ông thật keo kiệt quá đi. Phải không? Phải rồi. Tôi có thể tăng thêm, tăng thêm. Cái này là ông nói đó. Vậy thì phải tăng đến khi nào bằng cái đám lưu manh dưới tay của ông chứ? 1 tháng 80 đồng. Thế nào? Cậu 80 đồng. Dương soái, sao vậy? Như vậy không được, 80 còn chỉ ít. Không phải, chúng ta cầm 80 đồng. Vậy chúng ta không phải thành lưu manh hết rồi hay sao? Các bạn công dân,
Chúng ta thà rằng kiếm được 20-30 đồng lương công nhân, tuyệt đối không thể lấy 80 đồng tiền lưu manh được. Các bạn nói đúng hay không? Đúng rồi, đúng rồi. Hoàng Siêu, ông nghe đây cho tôi. Chỉ cần có chúng tôi ở đây, bến tàu này mãi mãi không bị cướp đi đâu. Phải rồi, phải rồi. Thuộc về ai thì cứ đánh thắng rồi nói. Các anh em, giơ rượu lên, đánh. Nếu như đánh sớm một chút, chuyện gì cũng giải quyết được rồi. Chúng ta có cần đi giúp họ một tay hay không? Nếu không, không biết là biết bao nhiêu người nữa. Chỉ cần Hoàng Siêu có thể thắng, chết bao nhiêu người chúng ta cũng không cần ra mặt. Nhớ kỹ, đây là ân oán cá nhân, không liên quan đến cuộc chống ma túy của chính phủ. Về mục đích chúng ta đến đây làm gì? Nếu như Hoàng Siêu thua rồi, chúng ta vẫn có thể mượn cớ nhà họ Hoàng buôn lậu thuốc phiện để phong tỏa bến tàu, một ná hai dạng vậy thôi. Thật sự hay quá, đây quả thật là một ná nhiều dạng lắm. Sao bà tới đây vậy? Quan Bỉnh Nghĩa sao đột nhiên đứng dậy được rồi? Tiêu rồi. Đây thật sự là tiểu quỷ gặp Diêm Dương. Hoàng Siêu này thành chim trong lòng của Quan Bỉnh Nghĩa rồi. Bao đi cứu Hoàng Siêu, tên này biết quá nhiều rồi. Dám cướp bến tàu của ta, đánh con gái của ta, theo quy tắc ba đao sáu lỗ quăng xuống sông Hoàng Phổ, ông tự mình chọn đi. Dạ không đại ca, tha cho tôi đi. Đừng nổ súng, đừng bắn. Ông đợi chết đi. Quan tiên sinh, ông đừng sốt ruột. Tôi cảm thấy ông bây giờ tốt nhất đừng giết hắn ở đây. Ông giết một tên khốn kiếp như vậy sẽ gánh tội danh giết người, còn phải đến phòng tuần bổ không đáng. Thù của chú Kiệt còn chưa báo, tên này không tránh được liên quan. Ông nghĩ xem, dựa vào Hoàng Siêu lấy đâu tiền mua nhiều thuốc phiện như vậy? Sau lưng hắn ta nhất định có người. Nếu như giết hắn, không tìm được manh mối gì nữa rồi. Ông nói xem. Đứng im, mau lên. Đứng im, đứng im, đứng im, đứng im. Thành thật đi, bao bỏ súng trên tay xuống hết. Nếu không coi như tấn công cảnh sát. Súng trong tay ông đây không để mặt đâu. Quan tiên sinh, lâu rồi không gặp. Bây giờ ở bến tàu buôn lậu nhiều thuốc phiện như vậy, nơi này đã được cục phòng chống thuốc phiện đặc biệt của thành phố Thượng Hải tiếp quản. Đưa số thuốc phiện này và những người liên quan về cho tôi. Hoàng Siêu, bến tàu này là ông quản lý phải không? Trước kia là trước kia tôi. Phiền ông đi với chúng tôi một chuyến. Được được, người khác có thể đưa đi. Em để ông ta ở lại. Anh muốn chống đối với chính phủ hay sao? Ai nói chúng tôi chống đối chính phủ? Chúng tôi không tin cậu thôi. Cậu đưa Hoàng Siêu đi rồi, lúc nào cũng có thể tìm đại lý do nào đó thả ra, sau đó mang tội danh buôn thuốc phiện đếm lên đầu của chúng tôi. Chúng tôi tìm ai đó lý đây? Nếu dám phản kháng coi như đồng phạm. Đến lúc đó đừng trách súng đạn không có mắt. Được rồi, phòng tuần bổ đến rồi. Ở đây là tô giới. Để phòng tuần bổ đến đây giải quyết chuyện này. Đi cướp súng của người phía sau, giả bộ tấn công cảnh sát là sao? Nếu như ông bị tô giới đưa đi rồi thì phiền phức lắm. Phải đưa ông đi rồi nói sao. Được, có người tấn công cảnh sát. Bảo vệ đô đốc trưởng. Mọi người cũng nhìn thấy rồi đó, hắn ta cướp súng tấn công cảnh sát. Tôi đây là phòng vệ chính đáng. Sao vậy?
rút lui. Mày là muốn giết người diệt khẩu? Viên soái, anh cũng muốn tấn công cảnh sát sao? Mày là muốn giết người diệt khẩu? Ba, người đâu?